till 1 o'clock. What? That's 4 hours. We're staying all day. Till 6 o'clock. Till it closes. Yeah, so 6 o'clock. Hello cô chú anh chị ơi, hôm nay cả nhà Kim đang trên đường đi đến một cái công viên giải trí lớn nhất nước Anh ha mọi người. Mọi người biết là ở Anh là không có Disneyland ha, không có Disneyland như ở Pháp, ở Paris hay là ở Mỹ gì đó. Nhưng mà cũng có công viên giải trí, thì cách nhà Kim khoảng 1 tiếng mấy, gần 2 tiếng lái xe đó cô chú anh chị. Sẽ dẫn cho các bạn nhỏ đi chơi trước cái ngày nhập học ha mọi người. Tony đã mua vé trên mạng này cô chú anh chị, vé cho một người là khoảng 30 mấy bảng Anh một người cô chú anh chị, trẻ em như chi là vé cũng bằng người lớn luôn cô chú anh chị. Khi mà mình mua vé trên mạng á thì cô chú anh chị nhớ trả tiền đặt cái vé gửi xe luôn ha mọi người. Công viên giải trí này là đã mở cửa được hơn 40 năm rồi cô chú anh chị. Đây là công viên giải trí lớn nhất nước Anh, có rất là nhiều cái tàu lượn siêu tốc, trò chơi mạo hiểm ha cô chú anh chị cho các bé lớn. Như Kim với Chi Chi là không có đi được, tại vì Kim phải giữ Chi, với lại Kim cũng sợ lắm. Ba cha con của Tony là rất là thích chơi những cái này ha mọi người. Ở trong cái công viên giải trí này thì có rất là nhiều những cái tàu lượn siêu tốc mạo hiểm, giống như là có cái tàu lượn siêu tốc thả rơi đầu tiên trên thế giới, tàu lượn siêu tốc thẳng đứng đầu tiên thế giới, và có nhiều cái mà được ghi là đầu tiên thế giới ha cô chú anh chị. Giống như có cái tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên trên thế giới luôn cô chú anh chị. Ba chị đã đi với hai anh này hả cô chú anh chị, đi đến những cái khu tàu lượn siêu tốc. Còn hai mẹ con em Chi Chi thì chỉ đi những cái trò chơi nhẹ nhàng cho em bé đó cô chú anh chị. I can see all of sea. I've done with her friends, Iggle Figgle. Come over there. Okay. Ah, there's Puzzle and Pat. I made a mistake. Here we go down. Where can I put this one down? Oh,
Can you see the CBeebies bugs painting some pictures? Yeah. What do you think they're painting? What sorts of things do you like to paint? The CBeebies bugs help to look after everything that goes on in CBeebies land. I wonder what they'll get up to next. Our Bugmobile! Thank you, Bugs. We hope you have a great journey riding the Bugmobile. There's lots more to see and do in CBeebies land. In the big fun show. Look at that, eh? Đã chơi xong một trò rồi cô chú anh chị ơi, chơi xong một trò là hơn 30 phút đó mọi người, tại vì đứng đợi lâu đó. Chi lái xe lửa đâu mà cô chú ơi. Ô, có cái nhà nhỏ xíu kìa chị. Oh look, there's Ajay playing with his train set. But something's missing. What can he use to pull the carriages? Hello. Ajay will be so pleased now that he has his train. Looks like PC Selby has had to close the road. Yahoo! Chị thích chơi những trò chơi nhẹ nhàng thôi hả cô chú anh chị? It's fixing my special delivery service helicopter. Looks like he needs something to help him finish the job. I wonder what it is. Great job! Ted can get on with his repairs now. Mẹ nè.
lâu đài nè hả cô chú anh chị. Phía xa xa bên kia giống như là cái cổng á cô chú anh chị. Qua cái bờ hồ hả mọi người. Ở trong đây rất là lớn cô chú anh chị, Kim đi chưa được phân nửa luôn đó. Qua đi qua phía bên này là cái lâu đài nè mọi người, Ocean Tower. Chạy mất rồi. Did you mistake him? Hey, did you mistake him? Well, you gotta stand up now, baby. Has she been on how many rides has she been on? Why? She's not ticklish. Oh, yes, she is. Then you go and have a look down in the garden and make some movies. Kim. Lauren. Hold tight, everyone. Your test has begun. That's it. Off we go. All right, babe. Có đem bánh sandwich sao ăn nè cô chú anh chị. Làm bánh mì với lại phô mai thịt nguội. Đem theo ăn nè. Đồ ăn ở trong đây mắc lắm mọi người. Với lại ở trong đây mua đồ ăn cũng vậy đó, cũng bánh mì sandwich vậy thôi đó, cho nên là làm đi theo ăn. Jane, just sit forward a minute, babe, please. Forward a second. Ba Chi với hai anh Chi làm nguyên một buổi sáng ha. Từ lúc mà đi vô tới đây là 10 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều là ba Chi đi với hai anh. Bây giờ 1 giờ chiều. Ở đây 6 giờ mới đóng cửa thì ở đây chơi tới 6 giờ luôn cô chú anh chị. Bây giờ từ 1 giờ chiều cho đến 6 giờ là sẽ ba Chi sẽ đi với hai mẹ con Kim. Hai anh của Chi là tự đi rồi. Tại vì hai bé trai thì thích chơi những cái trò chơi nó mạo hiểm hơn đó mọi người. Sorry Chi. Thank you very much. Okay, cheers. Millions. Because maybe everything inside too old. Oh, of course it is. You have to spend. It's a huge renovation. Spend a lot of money. Trong đây bây giờ không có đi vô, ta chỉ cho mình vô xem mấy khu vườn này thôi, hát cô chú anh chị. Chứ không có được vô tòa nhà này. Kim thấy trong cái tòa lâu đài này nè, cũng đã rất là cũ kỹ rồi ha. Ở trên những cái nóc á là không có nóc bên trong luôn nè mọi người, trống lỏng luôn. Rất là đẹp đó cô chú anh chị, to lớn rộng dữ lắm luôn. Yeah.
con cá mập, con cá mập giả thôi cô chú anh chị chứ không phải là thật ha. Đây có sân khấu ngoài trời nữa cô chú anh chị. Ở đây mình có thể trải thảm tiếp thịt, ở đây mình ngồi cũng được nữa nè. Sáu giờ kém ha cô chú anh chị, 6 giờ là người ta đóng cửa. Bây giờ đang ngồi đây đợi hai anh của Chi nè, hẹn là 6 giờ sẽ ra ngoài trước cổng đi về ha cô chú anh chị. Đây cổng đi ra ngoài đây mọi người. Spiders aren't interested. Why is this eagle going down? Want to get his mates. To eat it. Want to get back up. The train! Yeah, but the train takes too long, 25 minutes. Đây là cái xe lửa sẽ chở mình đi ra chỗ bãi đậu xe của chú anh chị. Said that